Chào tất cả các bạn nhá, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Ba Sói TV đây. Các bạn này, cái gì? Các bạn anh ngày nay thì theo yêu cầu của mấy bạn nhỏ trên YouTube là làm một con diều cánh cốc nhưng mà lại đuôi cá các bạn ạ. Hôm qua thì mình làm một con đuôi rái rồi, hôm nay mình sẽ làm một con đuôi cá theo yêu cầu của các bạn nhá. Các bạn comment là anh ơi anh làm một con diều cánh cốc đuôi cá đi. Ok, thì ngày nay mình sẽ làm một con diều cánh cốc đuôi cá với cái bộ nan như thế này. Đó. Thì mình sẽ làm một con diều cánh cốc đuôi cá các bạn nhá. À, trước khi vào video thì các bạn phải thông cảm cho mình nói rõ luôn là nó lên hay là không lên thì anh em cũng đừng chửi mình hay là đừng ấy nhá. Đừng chê nhá. Dù gì thì mình cũng chỉ làm theo cái yêu cầu của bạn ấy đấy. Cho nên là các bạn yêu cầu gì thì mình làm cái đấy. Nó lên hay không thì anh em đừng nhá, đừng bình luận comment chửi nhá. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ đi lên thôi. Lên hình và lên khung con này nhá. Sau khi lên hình xong thì mình sẽ quay cho các bạn xem tiếp nhá. Các bạn ơi, sau khi bót xong thì bây giờ mình sẽ lên hình. Lên hình cái này thì rất là đơn giản, mình chỉ cần buộc hai cái đầu cánh lại với nhau thôi. Mình chỉ buộc giữa này và buộc hai bên cánh lại với nhau nhá. Sau đó chỉ cần một cái khung cái này thôi, thì chính cái khung cái này sẽ buộc cái đuôi rái vào đây luôn các bạn ạ. Mình sẽ buộc cái nan cái đuôi rái thôi. Đây mình sẽ buộc cái nan cái đuôi rái vào đây luôn. Đấy, thì là đuôi cá thì nó sẽ vào đây và nó kéo xuống dưới này, nó sẽ thành cái đuôi rái luôn, đuôi cá luôn, cái rái là màu hồng. Bây giờ thì mình sẽ lên hình nhá, bắt đầu buộc nhá. Buộc xong thì mình sẽ cho bạn xem tiếp. Có ra gì không em bài? Được. Ok các bạn ơi, vậy là mình làm xong con diều rồi. Cánh cốc đuôi cá nhé các bạn nhé. Theo yêu cầu của bạn, đây mình đứng sau cho các bạn xem. Quả cánh cốc đuôi cá này. Cái đuôi này mình làm nó hơi bị bé các bạn ạ. Mình không nghĩ là nó to lắm cho nên mình làm nó hơi bị bé. Không biết nó co lên đấy không, nhưng mà đại loại là trông khá là ổn. Bây giờ thì mình sẽ đi khâu nhé các bạn nhé. Tí khâu xong mình sẽ cho các bạn xem tiếp. Đây nha các bạn nha. Ở con diều cánh cốc lần này thì mình sẽ khâu cho nó một cái màu trắng nhá, sau đó mình sẽ xịt sơn. Mình nghĩ là sẽ đẹp hơn cái màu xanh lần trước các bạn ạ. Đấy, mình sẽ toàn bộ mình sẽ sơn hết. Có khả năng là mình sẽ cho 3 màu. Đỏ, xanh, vàng. Đấy, đỏ, xanh, đuôi vàng. Ok đấy, khá là ổn đấy các bạn ạ. Xong chưa anh Bài? Xong rồi. Ok các bạn ơi, vậy là con diều của mình xong rồi. Đây nhá. Cánh cốc đuôi cá như các bạn yêu cầu. Bây giờ thì cái màu trắng này nó hơi bị khó nhìn ấy, thì mình sẽ phải xịt sơn vào cho nó dễ nhìn. Khi mà lên rồi các bạn dễ nhìn. Cho hai màu đi. Mắt to bùm rồi. Đây à? Mắt to á? Mắt nha. Này á? Mắt đây này á? Mắt dày vào. Cái này á? Cho hết màu. À, cho hết màu, nó giống cánh bướm à? Anh nghĩ bên trong phải cho cái lòng khác nhỉ? Thôi, nó kệ cái cho hết đi. Đấy. Đấy. Ở bên dưới màu hơi nhạt. Màu vàng nhạt á? Đây hơi nhạt. À đây á? Dạ. Muốn đậm hơn nhỉ? Ừ. Ok chưa? À. Ở bên này cho màu gì nữa? Đen. Đen đâu nhỉ? Đen đâu à? Đen. Đen đâu? Đen đâu? Biên. Tao cho vàng luôn nhá. Nhạo, vàng luôn. Nè. Sao nó giống con bướm nhỉ? Con chuồn chuồn. Cái này. Được. Vàng nốt rồi. Ừ. Cái gì? Ok, như thế này thì lên trời các bạn dễ nhận dạng nó hơn. Bây giờ mình phải chặt cái đầu đi cho nó đỡ nặng đầu các bạn ạ. Dễ mình làm nó hơi thừa. Sau đó thì mời tất cả các bạn cùng đi test với mình nha các bạn nhé. Đi thôi.
Ok các bạn ơi, vậy là con rượu của mình xong rồi, bây giờ anh em mình sẽ đi test nha. Các bạn đi test với mình nhá, cùng đi test với mình thôi. Bác đồ về đấy. Bác đi giết chung liệu. Bác đi test rượu với con không? Không. Không. Đấy các bác bận rồi các bạn. Mình định rủ bác đi cùng thôi. Cầm dây chưa? Có gió đã, có gió đâu. Đâu, cháu chạy xem nó lên hay không ấy. Bác này cũng là một nghệ nhân làm diều các bạn nhá. Bác Sứ nhá. Bác Sứ Làng Lùa nhá. Chủ câu lạc bộ diều sáo Làng Lùa Lạng Giang Bắc Giang nhá. À đái bậy nhá. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đâm nhá. Mình sẽ đâm con này cho Phương cầm dây các bạn ạ. À, siêu phẩm diều cánh cốc đuôi cá nhá. Con chạy tít nhá. Giờ mình sẽ đâm nhá. Nắng quá. Đâm con này xem nó có lên hay không. Trời nó không có gió cho nên là mình cứ chạy thôi. Chạy nếu mà nó lên thì là lúc nào có gió là nó sẽ lên các bạn ạ. Ôi. Dài dây ra em ơi. Dài dây ra. Khá là đẹp ấy chứ nhỉ anh em nhỉ. Cứ tưởng là cánh cốc đuôi cá không ra gì nhưng đẹp ghê đấy. Anh để nèo hơi hớt đấy. Đấy. Quay ra đằng sau cho các bạn xem. Ao. Mệt quá các bạn ạ. Nắng nồi quá. Nhưng mà vui các bạn, được cái vui. Chạy chưa? Nào, 1, 2, 3 lên nhá anh em nhá, lên. Lên rồi anh em ơi. Lên rồi đẹp vãi. Ui kìa. Đâu rồi, trước con diều của mình đâu rồi? Ui. Đẹp vãi các bạn ơi. Thích thế. Ui, kéo về tận tay được không? Hả? À? Kéo ật Ui, quê thế nhỉ? À... Ok các bạn ơi. Vậy là con diều của mình vừa hạ cánh thành công các bạn ạ. À. Bây giờ Phương sẽ đi đâm nhá. Phương đi đâm nhá. Cầm đi đâm để cho anh chạy. Mình phải thử chạy các bạn ạ. Phải thử, phải mình làm ra mình phải thử được chạy một phát chứ. Ok. Đó hả nào. Ây. Về không? Về vãi. Đi vãi các bạn ạ. Đứng ta. Ôi nhìn nó đẹp thật đấy các bạn ạ. Ôi, con kéo đỉnh đầu luôn này các bạn. Ôi ơi. Ôi đất 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 đất. Ôi ôi dồi. Không có gió các bạn ạ. Không có gió nhưng mà chạy con này phê đấy. Thích thật đấy. Ui được tận tay nhá các bạn nhá. Đây nhá các bạn ơi. Vậy là con diều cánh cốc đuôi cá của các bạn yêu cầu mình đã làm. Mình đã làm thành công rồi các bạn ạ. À, các bạn có những cái yêu cầu nào muốn làm những chiếc diều đầu được. Các bạn có những cái yêu cầu mà muốn làm những chiếc diều nào độc và lạ nữa thì comment xuống phía bên dưới video nhé. Còn bây giờ thì nắng quá các bạn ạ, mình xin phép được kết thúc video tại đây để đi về thôi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo nhé. Anh em cảm thấy video của mình hay nhớ cho mình xin một like, một subscribe, một chia sẻ kênh nhé. Bye bye. Bye bye.